đây này, cái đám chơi này nó rất là đa dạng stream nha. Đấy. À, nhưng ta em đang dùng âm này là âm gọi là nó âm dẫn mạnh ấy. Cái hai là bác cứ thấy cứ con đằng trước bay là con cái, con đằng sau đuổi là con đực, hai con cứ rượt nhau. Ở đây nó giật mạnh này, đấy đàn âm này nó giật mạnh. Thì khi mà dẫn được cái đám này vào ấy là nó hơi chậm một tí nhưng mà được vào làm tổ. Khi cần tổ thì sẽ phải dùng những âm. Thứ hai là khi chơi là kể cả đôi khi bác về mà em cắm âm em rút rồi, bác thấy nó cứ không cần nhiều đâu, nó cần khoảng 5-7 cặp ấy, nó cứ vần vần thế này là được, không còn nhiều. Đấy, được lượn vòng tròn nó thấy không? Thế này là vòng tròn đó. Đấy, nó rút nhau, đấy, nó cứ đảo nhau thế. Do mình sử dụng những bộ âm này, cấu trúc âm nó, mình điều chỉnh cái âm thật tốt nó mới được như thế. Còn không nó cứ lỏng chỏng, đi tí chán đi. Đấy, thấy không? Đấy là do cái cách mình dùng âm. Chứ hồi xưa là nhiều khi nó chỉ có ghé rồi nó đúng là đúng. Chứ nó không có vai tròn như vậy. Đấy thì bây giờ em đang làm tròn và chưa lỗ luôn. Đó là cách cấu trúc mình làm một bộ âm. Nó có nhiều cái thú vị. Đấy thế là ngày mày ai làm tháo cái đường chim ở trong cái lồng đậu chim không thoáng ra cái khí nhiệt ngon lành cho anh hiểu là vách tường làm cho đàng hoàng đó, nó dẫn nó đúng dẫn đến nơi là anh trốn. Em thấy là hầu như là chim đây là chim mới hoàn toàn luôn, nhưng mà hôm nay là đổi mới và cái âm đổi và anh ngưng lại anh ngưng em mình để lại cái âm tốt này là nó dừng lại để nó chơi, mới thấy nó chui ra chui vào vui không, mà chủ yếu là thanh bình. Đấy, thấy nó cứ rượt nhau ấy. Nháo nhào rượt nhau đấy không? Cứ con trước con sau rượt. Tùy theo cái mục đích của mình, mình dùng loại âm nào ở cái mục đích, ví dụ như ở phần đất trung gian của mình dùng âm này. Và thời điểm này thì dùng cái này, nhưng không phải cắm bộ nào cũng được đâu, để định vị âm, định vị cái vị trí của nhà chim ở khu vực để mình sao định vị bộ âm cho tốt. Đây, thấy nó rượt, trông nó rượt nhau, đó, những con mà rượt nhau thế nào khi mình dụ được là dụ cả cặp á. Dụ đơn là dụ cả cặp luôn đấy. Chú giống như cách chơi đấy, nó ghép đôi với nhau. Đây là chơi thích ngoài này, nó giật nhau ngoài này. Nó thấy nó giật nhau không? Âm thanh là mình ra một tín hiệu cho nó, chỉ ra một tín hiệu cho nó và mình sử dụng cái ngôn ngữ này là hợp với nó và cái nốt vậy của nó nhỡ là phải dùng âm này, nó sinh con thì nó này, nhưng mà mình hợp với cái thời điểm của nó thì nó mới chơi, còn không chơi đâu nó phun á. Có thấy nó chơi bền không? Mà hôm nó chỉ cần về ghé xong đi thôi. Đây là cái chơi này, nó cứ chơi miết cái này thôi, chơi bây giờ chừng nào tối vào nhà được cái nào vào. Tức lắm nhá, ở trong đó mình chưa làm cái sàn nên tức nó vào không ra không xuống được, nhưng mà chưa tham quan được cái này một lúc này đẩy bật ra. Khi mà nó khôn được khôn lúc đầu thôi, mình dụ nó khó thôi, nhưng sau này nó được nhiều á, là cái môi trường tốt ấy, là nó cứ lao vào như cây
nó theo bầy đàn đấy. Nên cái bởi vậy cái nhà nhiều lúc cái nhà mà nó bầy hà bầy hay đầy chim, ở nhà mình làm to đẹp nữa không có. Cái kiểu đó vậy. Nhiều ông thắc mắc rồi chứ. Nhà kia làm bầy hà bầy hay. Nhà xe nhà to. Nhà xe to nó không có, nhà kia nhà cấp 4 nó có đầy. Rồi xin kết thúc video tại đây.